ăn này. Cô gì nhá, mang theo. Ừ. Ủa, vươn nào ăn này. Bắt ta đi. Tôi đâu vậy? Dạ. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Tên là tên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đấm Mô Lù Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Thì hôm nay anh em mình lại tiếp tục quay trở lại với nông trại số 2 nha các bạn. Nông trại số 2 của hai bản phía trong này. Thì hôm nay anh em mình vào đây để làm việc cùng với mọi người. Cũng như hôm trước đấy các bạn, hôm trước anh em mình cũng có mũi một ít dưa leo đấy, dưa mũi đấy. Thì hôm nay chắc cũng chín thôi, lát nữa mình cũng mang gọi một ít đô này. Để lát nữa là hướng dẫn mọi người đấy. Hướng dẫn mọi người là lấy ra mà để cho mọi người cách là hướng dẫn mọi người lấy ra này cũng như phá chế thêm đấy, để ăn cùng với bột ngô hàng ngày đấy các bạn. Và thêm vài la ván. Mình cũng có mang một ít đô đây các bạn. Đây, ớt với là mũi đương. Đặt là mình sẽ cũng như là mình sẽ đấm ớt cho mình không bỏ được mắm. À, mình đấm mũi đấy các bạn. Mình đấm mũi chứ không bỏ được mắm. Đấm mũi để hướng dẫn để mọi người luôn. Dạ cô gì nhá? Dạ bà đôn tử. Đã yêu công Gabi đi. Để à, yêu con Gabi con Mateo. Cô mẹ kì. Phu ba. Số. Hả? Con nút tu. Bên xì ai cơ bố. Hả? À đang nướng cả. Này cửa lo nữa mà nướng cả thôi rồi luôn này. Tập bông. Cô nhà mai đã yêu con Mateo con con Gabi. Hồi gì tên quan tu. Đệt. Phao ta đôi. Tu đủ tu ba cô mù. Mấy ta COVID nha, à, mọi người trồng rau vậy đấy. Ô tu đu đế, eo ya, mê tê, e pi bi nu. Agora ya bờ đôn tu. Agora ya bờ đôn tu, để bố eo tiết ra. Tại là ba đa tu đu của mẹ, ní. Mình nói với mọi người là hôm trước mình có làm mũi kia mũi đấy các bạn. Thì bây giờ chắc là chín thôi, vào xem nè. Xem. Mateo ơi, vào mù. Xem chín chưa. Để lát nữa là làm cho mọi người ăn luôn, thưởng thức luôn các bạn. Vai cái pipi nổi giáp vào đôi. Xem mà dưới là chín chưa. Ăn rồi. Ê, áp đi cô mù. À. Mê tê on đi. Pipi nổi mê tê on đi. À đây. Đây đây. Ừ trời ơi. Ơ mấy cái bên đây. Đây mình xem có chín đi các bạn. Đây hôm trước anh mình cũng được có mũi đấy các bạn. Đây. Chắp vào đôn tù. Chín đi các bạn ạ. Đây. Anh em mình cũng đã mũi được 4 ngày rồi. Đây các bạn, chín rồi. Chắp vào đôn tù. Aki. Aki. Đồ bôi mê tên Mai cũng ấy. Asuka, công Sali. Công a dinh đông cũng công a liều. Ok. Ngon. Cui ăn đâu cui à? Cui à? Hả? Để bôi mấy tên mai. A liều. Công a dinh đông cũng công a suka. Công a sa li. Mình nói mọi người là làm sẽ làm thêm bỏ thêm mũi đấy bạn, thêm mũi với là nha. Áp đi. Áp hết xả hết à? Là nó bỏ thêm muối cũng như ớt đấy mà, ớt cái và là đường. Dạ mê tê bên ta đã. Đây lại khỏi nó dọ nó vào. Đấy. Vậy là giờ đó, là nó hướng dẫn cho mọi người các bạn, để mọi người là đem ra ăn dân hàng ngày đấy. Ăn hết được quá là. Quá đạt được bao nhiêu nhà để bao yêu tao là ba đa đủ cô mẹ. Mê tê đôi bao. Đi mà tao ơi. Quack bạn nén cái mồm không bị nhậu đây. Quack. Hồi sáng giờ mưa các bạn ạ. Thì giờ anh em mình bắt đầu mới vào được đây. Thì mọi người cũng đã nấu ăn trưa thôi. Giờ dùng xuống là xem mọi người làm gì vậy này. Cấy rau như thế nào đây. Thì lát nữa là kêu mọi người lên cơm luôn. Cũng như là mình sẽ lấy dưa mũi đó đấy các bạn. Sẽ làm cho mọi người đấy. Làm cho mọi người thưởng thức. Và cũng hướng dẫn cho mọi người cách làm luôn. Cũng đấm. Hôm nay mình sẽ không làm theo kiểu nước mặn Việt Nam mình nữa mà mình sẽ lấy mũi đó các bạn, lấy mũi đấm để cho mọi người là làm hàng ngày đấy, làm hàng ngày là có mũi này, cũng như đường cho mọi người sẽ có đường, cái là mọi người sẽ có đấy, còn nước mặn là mọi người không có đấy.
cho nên mình sẽ lấy mũi để hướng dẫn mọi người luôn. Đâm mũi ra cũng như là bỏ đường, bỏ ớt đâm ra, xong cho sóng này trôn về với lá tỏi này các bạn, với lá tỏi này trôn với dưa leo đấy, trôn với dưa muối đâu đấy, để mọi người ăn hàng ngày đấy các bạn. Muối tu bún đi tu đi, củ cỏ sạch sẽ luôn các bạn. Đây. Cỏ lên là củ, cỏ lên là củ, tại vì là giờ nóng trại thì mọi người cũng đến là trống cỏ cũng như chăn nuôi đấy các bạn. Giờ là ngô nó trồng trong quá trình chờ thu hoạch, như sẵn vô trong quá trình chờ thu hoạch cũng như khoai đấy các bạn. Giờ mọi người đến chỉ làm việc vặt ở nông trại, nhiều trồng rau rồi là trống cỏ đang trại rồi chỗ nào có cỏ thì mọi người cuốc đây. Mũi tụ bình ấy. Mũi tụ lim bún ấy. Nói mà té là mọi người làm rất đẹp, rất sạch. Anh mải mấy, hôm nay có mấy giọt mưa các bạn, anh em mình đi ngoài vào là mưa. Hôm nay sẽ ô tô anh em mình hỏng nên là phải đi vào gác vào đấy, trời mưa thì anh em mình có trụ vào nên nhà dân trụ vào đấy, bây giờ mới vào được đấy các bạn, bây giờ mới vào được. Máy đang kịp cho mọi người đang nấu ăn, máy là vừa kịp vào và mưa tí nữa vào muộn là mọi người nấu ăn thôi là sẽ không làm cho mọi người ăn được cái dưa muối cùng vậy là bột ngô đấy các bạn. Đang cậy rau. Theo cài trước anh em có vài đấy, giờ mọi người đang tỉ ra cây rồi, cậy. Qua ta đi. Tôi được anh. Dạ. Thì mấy tay cô vì. Đôi em mình coi như nhà ra bờ đồn tủ. Mình nói là hai anh cây nậu ăn là chín thôi. Mày cậy mà. Để bôi tanh chu vào đi. Hôm nay nó có sự cầu mưa các bạn, giờ là hết mưa đây. Ta bỏng tiết ra cô bị gần đề mê tên ý. Bị cây nụ tiết ra ly xù. Mình nói mọi người là cây nó to thì lại mọi người lại cậy đấy. Lại cậy đây, cái con cây nhỏ là sẽ là nhổ ra bỏ đi các bạn. Ta bỏng tiết ra cô bị gần đề mê tê. Tu đủ cái gì đi. Dạ. Ta bỏng hô dưới em bây gì. Tức là bà cũng tu đủ bộ mù. Công ô tu đủ đi em giam mê tê PB nu. Ok. Agora já eu já vai já por onde? Né? Depois eu tira. Tela ba da duru come. Né? Mình gọi mọi người là mình gọi mọi người là lần này là dưa chuột dưa léo cũng đã chín đó đấy. Lần này thì anh em mình sẽ lấy ra và làm cho mọi người thưởng thức. Tao bằng para, depois tela ba. Đôi em mình cũng coi nhà ra por onde. Né? Mọi người nghỉ tay lên cơm là lần này là làm tiếp. Tao bông, vamos. À để bôi công đôi amigo ní vai terapi binu terabata terenu ní nãy mọi người là giờ cái lửa giờ các bạn giờ cái lửa giờ chuột gì đấy đấy này lần này mình công mọi người sẽ giờ cái lửa giờ chuột gì đấy mà sẽ làm lại đất cũng như là cắt lửa đấy các bạn. Giờ chuột thì cũng đã hết rồi nhưng phải giờ là vào mau vai cô chị vai cô mẹ vừa vào là các bạn vừa vào là máy là mưa mà thấy một tỉnh nữa là trụ ở nơi nhà dân ấy, trụ ở nhà dân nó vào là sợ mọi người lên cơm ấy. Nó sẽ không làm được dưa chuột cho mọi người thưởng thức ấy. Này, em dùng thì ổn, giờ chỉ còn có mình vậy là gà bín vậy là ma téo vậy em đi nhù thì hôm nay rồi có việc khả năng xin nghỉ đấy các bạn, thì con mình thì em gà bín với ma téo cho nên video là sẽ không được như không được hình ảnh cũng như là chất lượng các bạn cũng sẽ không được như là có em dùng cùng với anh em mình làm nên mong có gì mong các bạn thông cảm. Long trang gà, long trang gà. Mua túi xe đã bánh bê xì đi. Ở đây mình nghe mui cạn đường luôn mà. Mui cạn đường thấm nước luôn. Mang theo ơi, vai tư ra ấy, ta bỏ công an bao đi, đôi bao nghe mang theo lại cho mình cái kháy các bạn, cái kháy vậy là đôi đủ. Ra pronto. Nhớ chị nữa các bạn, đây. Ui chà, thơm, xe đá bánh đi. Xe đá bánh. Ui chà.
Ô tu đi tira iwa yêu. Ok. No tira mau. Ok. No da mau mà tira. Ok. Mọi người đừng lấy tay bỏ vào trong đấy là sẽ, nó sẽ bị hỏng các bạn. Xe là bay. Xe là bay. Thơm thật. Ui xe. Cái này mà ăn với bột ngô là đụng bay luôn đấy các bạn. Dưới mũi đi mà ăn với bột ngô là đụng bay luôn. Vàng khe đẹp các bạn. Anh em mình mũi băng dẫm đấy các bạn. Này, băng khe luôn. Xe gà đi. Hả? Ông bên ta uống. Thể lấy thêm trại nữa. Dạ, xe gà đi. Anh phê xa bên ta đây. Mên tên bên ta đây. Đây là cho cây của nó bị nổi lên nó sẽ hỏng. Anh phê xa bên. Ní, áp. Phê xa bên. Ta bà. Dạ. Này, các bạn chơi bấy lâu là sẽ hướng dẫn cho mọi người. Các bạn hướng dẫn cho mọi người là cách làm như thế nào. Long trang gà, long trang gà. Anh Teo ơi. Đây. Đây là sẽ hướng dẫn mọi người đây các bạn. Ăn dứa mùi. Sau bao ngày mong đời, đây bây giờ cũng đã chín rồi. Cái món này mà ăn về bột ngô là hơi bị tội bột ngô đấy. Cô đi nhà mai phu bà. Đấy, mọi người nấu thêm bột ngô đi. Nấu bô cũ. Ta bố, mình đi ăn đi thôi. Bột ngô với cả đầy đủ các bạn đấy. Hôm nay là có thêm món này nữa. Anh tia rán đi. Đây, là sẽ hướng dẫn mọi người. Này các bạn. Aki. Aki tên A liu. A liu. À, tia ra liu. Đấy có tỏi không? Mình quên đem tỏi đây. Aki. Asuka. Asuka đấy. Mê tia Asuka. Ok. Đấy, bỏ đường các bạn đấy. Mê tia tu đủ dinh đông vù mà theo. Đấy, dinh đông vù. Dinh đông vù. Công bố cà đù cái xa lì. Ok. Bố cà đù xô ní, nó minh tù. Ok. Aki gia tênh xa lì. Ok. Đấy, mình sẽ nói mọi người là bỏ một ít đường mũi trắng gần. Đấy. Hôm nay anh mình sẽ là không làm được mắm đấy các bạn, không làm được mắm. Anh em mình sẽ làm bằng mũi này để hướng dẫn mọi người là mọi người đấy hiện tại như kiểu ở trống trại đấy các bạn nó sẽ không có nước mắm đâu. Là mọi người chỉ có mũi thôi. Thì anh em mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là mũi. Aki. Matteo ayuda yêu ni. Aki. Pizza. Pizza muito pequeno. Đấy. Sa li con dinh đông cụ. Pequeno đấy. Aki corta. Cái này là sẽ cắt. Tay Nga quá. Aliu. Hả? Nào Aki Sibola. Aliu. Ayuda yêu la và mau. Rửa cái tay sạch các bạn ơi. Rửa cái tay sạch. Yeah. Ta bộ. Ai tu đủ copy a bánh đi. Ô tu đủ đi tia ra iwa yêu. Tờ là ba công mai công phu bà. Công bệt xì. Nói mọi người là nhìn nhớ đó mình làm để là mái đấy. Mái một chứ là từ hải đã làm đấy các bạn. Aki. Nấu coi. Aki. Đây các bạn. Ok. Ê. Đây theo cháu thử miệng này. Ngon. Hả? Ui à. Hả? Ui à. Aki. Ngon. Hả? Ui à. À bộ. Hả? Ngon không? Aki. Cháu thử hết luôn. Thôi nữa là ngon hơn nữa. Thôi để trộn đường với là muối là sẽ ngon hơn nữa. Aki. Cô mẹ. Đây cho mọi người thưởng thức khi chứ vậy các bạn, chứ gia vị. Bác cô mẹ, thơm cháo thôi. Ôi này. Quý à? Món này hợp với mọi người rồi các bạn. Đấy, vừa mặn mặn vừa chua chua rồi các bạn. Này, có thêm tí đường với tí ớt cay nữa, với tí mũi nữa. Đấy, tỏi. Hả? Chưa đã bấy? Đấy, sẽ là có một món ăn thế mà cho mọi người ăn thế mà buổi trưa đấy các bạn đấy. Mình để mà để da thì nó sẽ bị hỏng đấy các bạn đấy. Để da nó sẽ bị hỏng mất. Anh mình cũng đã mũi được cho mọi người. Đấy. Hả? Có ta bi kênh uy quay Có ta.
mẹ thấy con yun tu bỏ bỏ vào lốt ta bông mẹ tôi yun a liu yun tu ấy có ta có bia bên đi nọ mọi người là nọ mọi người là nhìn cho kỳ là mãi 135 a ba nha cũng ô tu đủ đi tia đã có tay qua yêu mẹ thấy Asuka, công Jin Dong Gu, công A Liu, công Bokaru, Bokaru Sa Lì ní. Mọi người là cắt ra nhỏ giống mình đấy, bỏ là một ít muối, một ít đường, cũng như là một ít tỏi ở đây các bạn. Nó sẽ trôn lên, là nó sẽ trôn lên. Ok nha các bạn, sau một lúc thì anh em mình cũng đã cắt xong cái chuột ra con tài da cà bồn ý. Ok Agramete Agi cũng như là anh em mình cũng nói là mọi người nấu thêm bột ngô để mọi người mình nghĩ là anh em mình không vào nên nấu ít nên bây giờ chế phần của anh em mình là hơi ít đấy các bạn, nên là anh em mình nói là mọi người nấu thêm bột ngô này, cũng như là trong lúc chơi đời đấy, trong lúc chơi đời mình làm cắt cho chuột thì nói mọi người nấu thêm bột ngô đấy này, ăn cái này tộn bột ngô lắm nên nấu thêm Agi quê nhà mai phu bà. Ok à, cũng phu bà có mẹ yun tù công Pipinu Japadon. Ok. Cô em muốn tục phu bà. Ok. Nói mọi người là nấu thế bột ngô đi. Thế tại vì ăn cái đấy là sờ tội bột ngô đấy. Tại vì là mọi người tưởng là anh em mình không vào đấy các bạn. Tưởng anh em mình không vào nên nấu đủ số lượng của mọi người đấy. Giờ là chế cho cả anh em mình là hơi ịp nên, cho nên là anh em mình cùng trong lúc cắt dây chuột cũng như là làm gia vị thì nói mọi người nấu thêm ịp bột ngô nữa các bạn. Aki tên có bia bánh đi. Có bia bánh nói mọi người lên nhớ cho kì Aki tên Jin Dong Gu, công tên Asuka, công A Liu, công Jin Dong Gu nè. Mấy tay công Bokaru Awa Pipinu. Mình nói mọi người là cắt xong là có một nước, có lấy ít nước ấy, lấy một ít nước của dưa chuột các bạn, nó sẽ đổ vào đây cho nó loãng ra để làm cho nó dày đấy. Dạ 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 sa bì. Dạ sa bì nè. Mọi người Aki, Aki. Bắt đầu đa cu lê gà đan đi. Nó theo lại cái gì? Thì đó, mối to này. Aki. Đây các bạn, này. Đây. Đây. Đây là đường với tỏi. Với ớt với là muối đây các bạn. Đường tỏi ớt với là muối đây các bạn đấy. Đây. Sẽ là phổ biến thêm được một món dưa chuột cho mọi người biết các bạn này. Giới thiệu thêm một món dưa chuột đấy. Một món dưa chuột là ý là dưa chuột là ăn được rất rất nhiều kiểu, ăn sống với là ăn nồm với là xào lên cũng như mâm muối đây các bạn đấy. Ui à, rất ngon luôn nhỉ. Cái này là mà ăn với bột ngô nữa là này. Quả tuyệt vời luôn đấy các bạn. Đây. Aki, Agora, Mitura bơi, Mitura, đấy là sẽ trộn như đây các bạn. Mitura, Aki, đây các bạn. Đây. Ui trời ơi. Đây, cái này, cho này là mình làm món này là mình nói mọi người là nấu thêm bột ngô đấy các bạn. Đấy, sợ là bột ngô ít là ăn mất ngon này. Nên mình nói là mọi người trong lúc chờ đợi mình cắt cũng nha. Chế biến này là nói mọi người là nấu thêm bột ngô rồi đấy các bạn. Ui trời ơi. Ui trời. Ngon hề. Anh đi, Apple. Anh thử cái miệng nó ngon. Hả? Vài à. Ngon. Muốn được cùi à? Agora nó tên nó đi qua lì đẹp rồi. Giờ này không giống như hồi nãy ăn thử đâu. Hả? Tên tên dùng riêng đông gù tên A liều. Tên A su ca. Chưa bên. Xin ra bên. Mọi người là vừa thơm vừa ngon đấy các bạn. Dạ. Đây, mình nói mọi người nấu thêm bột ngô đấy các bạn. Đấy. Agora ní. Aki. Sau bao ngày là giờ dứa cũng đã chín đây. Bây giờ cũng đã được thưởng thức. Cái này ăn với bột ngô thì hết bài rồi các bạn. Đây. Aki. Mô liu. Bô cà đù mô liu. Ăn bột ngô với cạ với là dứa muối này thì hết sầy luôn các bạn, hết bài luôn. Cho nên là mình phải nói nấu thêm bột ngô đấy các bạn, nấu thêm bột ngô. Ui xa.
Đi đàn tội một ngố lắm đây. Để bê bột để bôi của mẹ. Để bôi của mẹ muyên tù phu bà. Giờ này có món này là hơi tội một ngố đây. Ui xa. Ngon không béo? Nhìn ngon, nhìn ngon này. Vé 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 nhìn vé vé quy án ý. Vé 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 nhìn là ngon này bạn. Đã nhìn là đã thấy ngon đấy các bạn. Đấy. Thơm. Thơm nhỉ? Thơm thật. Thơm thật. Dưa muối này thơm lắm các bạn. Thơm nức nở luôn. Ui giời. Đây, một người từng này dưa muối với là một con cá khô. Đấy, muối là một đĩa bột ngô thì. Đấy, hôm nay mọi người nấu hết bột ngô đấy, cho nên là mình nói mọi người nấu thêm bột ngô sợ thiếu bột ngô đấy các bạn. Mọi người ăn khỏe mà. Thì anh em mình vào đây chia phần cho anh em mình thấy ít mình hỏi như vậy được rồi, cũng nói là được rồi đấy. Nhưng mà mình nói mà nghe nấu thế nữa các bạn. Ui trời. Nấu phao ta? Dạ tôi đủ dạ. Dạ anh ta tôi đủ đi. Đĩa nào cũng có cả rồi. Ui trời. Mò liều. Bố cả đủ mò liều. Để một ít nước muối nữa các bạn này. Ui xa. Ui lớn này lớn này à. Đây, bạn nào ai ăn được rồi thì lấy thêm. Anh em mình đã vắt quá đấy bạn, đã vắt quá dưới cho nó khô đấy. Nhưng vẫn đang còn ra. Đấy. Dạ tiết ra cô mẹ. Ê con đi. Hả? Ê con đi. Nè, ê bố cụ sổ. Ê bố cụ sổ. Ê tanh bao này thì ok nha các bạn, thì bây giờ là cùng quá trưa rồi các bạn, quá trưa rồi thì bây giờ để cho mọi người ăn cơm đấy. Cuy à phải là cuy à ní nâu cuy à nâu phải là nâu cuy à. Mình nói mọi người là ngon thì nói ngon mà không ngon nói không ngon. Cabin on đi cabin làm gì kì hư thứ nhiều ơi min từ cabin à bra tôi đủ cô mẹ ní tôi đủ phải là mời các bạn ăn, mời các bạn ăn à phải là cuya, phải là cuya nè. Cuya. Hả? Cuya bê. Cuya bê. Ngon các bạn. Hôm nay bạn mới bột ngố rồi thì. Hả? Mình ăn được nghe ngon nè. Cuya bê ba. Cuya bê ba chịu à? Thật là ngon luôn. Có một cá khô nữa. Cuya. Cuya. Hả? Cái mày con phu bà cui à? Nấu yêu ca pháo. Yêu ca pháo đi. Nấu. Xia ra bình. Xia ra mai. Dưới này là một thơm hơn ca pháo đây các bạn. Đấy. À mà nhà cũng ôi tụi đi. Tia ra. Đi bình đường. Cót tay qua yêu. Công mê tê. Bố cà đù. Sa lì. Công bố. Công mai. Asuka. Công A liều. Công. Dinh đông gù. Công bố cà đù A qua. Pi bình đường. Mọi người là. Hôm sau ạ. Ngày mai. Các ngày khác là người. Lấy đá cắt giống mình đấy. Cũng như bỏ ít muối với là. Đường. Thêm nhiều đường mà. Ít muối đường. Vậy là. À, tỏi các bạn, tỏi vậy là ớt cay. Vậy là lấy một ít nước của dưa chuột các bạn là đâm ra được quậy lên. Hôm nay là tại vì mình sẽ không làm được mắm. Tại vì là ở trong này là mọi người sẽ không có được mắm đấy các bạn. Cho nên là mình sẽ không làm được mắm cho mọi người ăn này. Mình thay vì được mắm là mình sẽ làm muối đấy. Sẽ làm muối cho mọi người là ăn cũng như là mọi người là ngay khác là mọi người lấy muối đấy. Còn như mọi người về làm hết đấy các bạn. Cui à? Cui à? Cui à bê? Cái bài kêu à? Cuya bên. Ngon. Ăn cái này tổ bột ngô nữa. Ngon không mà theo? Ngon. Hả? Ngon gì? Đi qua cô dì nhà cũng cắt lìa bối. Hả? Cuya mai. Này ngon hết cả sao này các bạn. Cái này thơm. Tanh dinh đông gù tanh A liều. Cuya. Cuya bên. Sao bố? Sao bố?
À các bố. À các bố tiết ăn cơm em ơi. Đã ăn hết hết dưa rồi các bạn. À các bố tiết ăn cơm em ơi. Ăn chắc dưa không anh? Nó có mẹ biết gì? Không mẹ nhưng tôi có mẹ gì? Nó ra khổ được các bạn. Thì ok nha bạn. Như trên đầu video anh em mình cũng đã nói là hôm nay đấy thì anh em mình vào đây làm việc cùng với mọi người. Thì cũng như là mấy hôm trước cũng có muối cho mọi người một ít dưa muối đấy các bạn. Thì hôm nay cũng đã chín rồi. Thì anh em mình cũng đem một ít đồ vào đây cũng như là muối với gia vị vào đây cũng như là hướng dẫn cho mọi người là cách đấy. Vui á. Cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách lấy ra để và phá chế thêm đấy các bạn. Phá chế thêm để ăn hàng ngày đấy. Thì bây giờ cũng để cho mọi người ăn uống tự nhiên. Video này anh em xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho anh em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, đồng bộ vlog cuộc sống người châu Phi để anh em mình có thêm nhiều động lực, ra nhiều video hay cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên miền núi châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Quý á. Quý á. Quý á bên. Chào bên ba chào loa. Chào bên ba chào loa. Chào bên ba chào loa. Ngon lắm đấy các bạn. Tiếng bản địa của mọi người đấy. À bố, à bố tiết làm mai nhỉ, à, cái tay ngập pin mình rồi. Nó đã ăn hết dưa léo rồi các bạn. Ăn dưa léo nhiều hơn ăn cả nữa đấy. Âm nhà tiết à, tao là bà yêu ai của con mẹ nhỉ. Con mẹ dung tôi cũng bê xì, cũng phu bà. Ngày mai thì là, à mà tiết làm mai mình tù nhỉ. Hồi dưới yêu tao là bà bố cụ nhỉ, nó bố cụ. Bữa nay làm hơi ít các bạn ấy, mình nghĩ là lần đầu lại mọi người thưởng thức đây làm hơi ít đấy. Âm nhà tiết làm mai mình tù có ta ok mít tụt ra yêu đấy mọi người làm mãi lại nhiều thêm tỷ để làm cho ăn cho ngon. Thì mình nghĩ là làm lần đầu sợ là mọi người ăn không hết thì mình làm hơi ít giờ thì hết thôi ta bông vui à bấy thì ăn chặt nhiều léo không các bạn. Ngon.